Hôm qua con với mẹ có mua ớt cho ba mà. Mà không có quay lên thôi. Mọi người nói là Ngọc quên mua ớt cho ba. Đâu có, đây nè. Đâu rồi mẹ, cái dĩ đó đâu mẹ? Dưới cái dĩ tỏi á. Dưới cái dĩ tỏi hả? Trời ơi, ớt mà không có cho ba cái là thôi rồi. Hôm qua đi nhiều lắm mà quay cho mọi người như vậy là ít á. Đây, ớt đây. Ớt đỏ luôn. Rồi có mua hành, mua đậu, mua được tỏi, mua đồ này kia mọi người thấy không? Chứ còn mấy cái chợ Mỹ đâu có mua được. Đó, ớt đó. Đi Costco hôm qua, nói chung qua đi nhiều á. Ủa con bịch này bịch gì á? À bịch này là bịch rau, rau ấy. À, đầy đủ không? Yeah. Này các bạn đây nè, cái bình nhị hoa nghệ tây nè. Cái bình nhị hoa nghệ tây bình bự chà bá lửa này nè. Mà hả, ngâm cỡ khoảng có dài cộng chứ mấy các bạn thấy không? Dài cộng le que ngâm để từ mình bây giờ tới tới giờ nó cũng còn. Thấy không? Cái này đó các bạn, Ngọc ngâm bằng nước lạnh nha. Cái này là cỡ khoảng hơn 1 lít nước mẹ ha. Cái này là Ngọc Phỉ là 1 lít, lít rưỡi nước mà Ngọc bỏ có dài cộng mà. Đây nè. Xuống đây nè. Đó, thấy không? Là Ngọc để nguyên đêm nha các bạn nha. Ngọc khuyên mọi người khi mà uống nhị hoa nghệ tây bên Ngọc á, là nên ngâm nguyên đêm. Xong rồi sáng dậy mình uống. Mình uống buổi sáng rất là tốt. Đó, phải để nguyên đêm. Xong mình có thể để trong ngăn mát tủ lạnh hoặc là để ngoài tùy mình. Nhưng mà sử dụng nguyên đêm. Như vậy là sau khi mà uống xong cái này là nhà Ngọc phải bỏ thêm nước vô. Tại vì nó sẽ còn, nó sẽ còn ra cái chất của nó nữa. Rất là tiện lợi các bạn. Một hộp mà 2 gram thì các bạn uống lâu dữ lắm. Đáng lẽ cái này á, mà nếu mà ngâm nguyên đêm như vậy chỉ cần bỏ cỡ khoảng 3 tới 5 sợi là đủ rồi. Là ngâm nguyên đêm uống giùm cho Ngọc. Đó, thấy không? Có vài sợi, chưa tới 10 sợi nữa. 2, 4, 6, 8, ồ đúng 10 sợi luôn. Mẹ bỏ đúng 10 sợi luôn á. Mẹ cái hộp chị hoa ngay tay con nào mẹ? Nè phải không? Đây. Rồi các bạn ơi, cái sụng vi cá mập ở Việt Nam hết nữa. Ngọc vừa về, Ngọc vừa nói lên cái là hết liền. Cá mập mà cho viêm đau xương khớp á, Ngọc về, Ngọc vừa nói một cái là Việt Nam bán hết liền. Nên là mọi người bây giờ á, Ngọc khuyên mọi người á, nếu như mà mọi người muốn mua cái sụng vi cá mập của Nhật Bản cho viêm đau xương khớp này đó, thì mọi người cứ gọi điện thoại cho anh Bảo với chị Ngân và đặt hàng ngay từ bây giờ. Rồi xong rồi hàng về á, là gửi cho mọi người liền. Chứ mà còn đợi mà mọi người nói á, là để hàng về đi rồi gọi lại thì nó sẽ không còn hàng đâu mọi người. Thật sự nó rất là work, nó rất là có công hiệu. Nên là mọi người mua rất là nhiều luôn. Nên là mọi người cứ làm theo y chang như Ngọc nói, để mọi người có hàng để sử dụng cho đỡ bị viêm đau nhức xương khớp, tê tai, tê chân, đau lưng. Còn ai mà bị mất ngủ 2 gram như thế này nè. Đó, đây hiện tại đang có một cái chương trình khuyến mãi rất là đặc biệt và có cái phiếu bút phúc rút thăm trúng thưởng nữa. Ai mà bị mất ngủ, khó ngủ, bị cao máu, tiểu đường, cao huyết áp sử dụng cũng rất là tốt luôn. Cứ pha cho Ngọc mỗi ngày như vậy trong cái bình nước, nước nóng cũng được, nước lạnh cũng được. Mình thích nước nào mình pha nước đó. Của Ngọc thì Ngọc thích là ngâm nguyên đêm để có thể ra cái chất tốt nhất. Mẹ thấy không, cái cọng mình còn đỏ nè. Còn ra màu thêm. Cọng màu để nguyên đêm. Mẹ thấy, mẹ nhớ hồi tối này con nói mẹ không? Hồi 9 giờ, 10 giờ tối được nói mẹ khui cái hộp nhị hoa nghệ tây ra đây để con bỏ vô để sáng mai mình có mình uống. Là bây giờ sáng mai có uống mà bây giờ mình phải chăm nước thêm chứ bây giờ cái cọng nó vẫn thấy, còn. Mình thấy màu đậm quá thì mình chăm nước thêm. Đi quên uống chứ. Trời đất ơi. Nhiệt nhiệt khoa ngày tay mà. Ôi quên cái nắp mẹ. Ở bà hỏi là ăn cơm đó là uống nước chị hoa. Bởi có nhiều em cháu hỏi nhà anh Bảo uống nước gì mà màu đẹp quá ngon quá. Thấy không? Tối là ngủ là tự động cái giấc ngủ của mình sâu và ngon liền. Chứ khỏi cần đợi mà phải tối uống mới ngủ ngon không. Sáng uống tốt nhất. Ôi đất ơi ẹp. Mấy cọng nhị hoa này là mọi người uống vô được luôn nha. Để vớt mấy cọng nhị hoa này, mấy cọng này là mình uống được luôn á, không sao hết. Một tô canh với đầy ắp tôm khô, đậu rồng và dưa. Này là nước tương hay gì mẹ? Nước tương, tỏi ớt. Ôi ơi,
rồi một dĩa dưa hấu thật là đỏ nhưng không ngọt không giòn. Hello, xin chào tất cả mọi người. Sáng hôm nay là bà ngoại chay chay dậy để bà ngoại chay chay làm ăn sáng cũng như ăn trưa luôn rồi mọi người. Ăn trưa cho gia đình. À, mấy ngày nay qua Florida các bạn ơi, mà nói chung là thời tiết nó cũng cũng lạnh hơn là những lúc bình thường á, nên là các bạn thấy gia đình chưa có nhảy xuống tắm xong. Ở tắm ấy, Ngọc mới vừa dặn cái heat cho hồ bơi á, để cho hồ bơi nó ấm lên thiệt lắm á. Tại vì nếu như mà thời tiết như vậy mà không có dặn cái heat lên cho nó ấm thiệt là ấm á, thì nó khó tắm, khó ấy cho chay lắm. À, ông ngoại sáng nay ra nhìn ngắm cảnh ngắm đồ nghe chim hót rồi nè. Bye, xin chào cả nhà. Xin chào cả nhà mà bye bye. Hello. Hello, xin chào cả nhà. Đứng ngoài đà quốc đứng ngoài nắng thì nó ấm ba ha. Ấm áp quá luôn. Đó, các bạn thấy không? Cái lò hít của Ngọc nó đang chạy á, có nghĩa là nó đang hít cái hồ bơi lên cho nó ấm á các bạn. Đây còn đây nè. Ba biết cái này là gì không ba? Cái này á là cái của cái bàn của con à. Cái bàn của con mà mấy có mấy chị mà qua chơi qua ở nhà xong rồi cái để cái nồi lẩu nóng lên đó, nó làm bị chảy cái bàn luôn rồi. Nhưng mà mấy chị đó đã có trả tiền để bồi thường lại rồi, nhưng mà cái bàn hiện giờ cũng đâu sử dụng được. Đây nè, đây hên là con mua cái bàn này á là nó gấp lại à. Nên là khi mà nó không có cái mảnh ở giữa đó thì vẫn xài được cái bàn à, hiểu không à. Chứ còn không cái mảnh đó là nó nằm ở giữa đây nè. Đúng rồi đó, mảnh đó nó nằm ở giữa à, mảnh nằm ở đây rồi. Bởi vậy bây giờ làm cái bàn con nó ngắn lên khúc rồi đó. Đúng rồi. Con nói điều huynh là bây giờ đi lên kiếm thử coi bây giờ có order được cái mảnh ở giữa đó hay không. Ừ. Đó chứ không nói không, hồi đó cái bàn nó dài nó tới đây nè à. Đó bị hư hết mặt bàn đó. Đúng rồi. Nó dài cho hàng gì nó thừa ra mấy cái ghế đây. Thừa ra mấy cái ghế con nó đó. Ba cái ghế, hai cái ghế. Chứ còn không mấy là tám chứ tám cái ghế lận. Đó, một cái mảnh đó là bị đó. À. Bật cơm ra ngoài đó ngồi á, xây cái máy nó đẹp lắm. Bưng cơm nó cũng đẹp á. À, nhưng mà trời đợi trời nó ấm áp nó thoải mái chút xíu. Ừ. Chứ ăn ngoài đây là thôi nói gì nữa. Bắt đầu tới cái ngày mốt bữa tới cái thua nâu bây giờ mình. Thua nâu ai? À, tới cái sinh nhật chẳng mấy chai á. Ăn ngoài đây nè. Ăn ngoài đây bây giờ cái bàn này là... Không, con đi con với Điều Huynh sẽ đi mua thêm ghế. Mua ghế thôi. Cái này nè là đẩy vô, cái này là ngồi không được nhiều, đẩy vô. Nói chung là thí dụ như mà chị em phụ nữ thì mình ngồi ở trong mình ăn. Ừ. Chị em phụ nữ ngồi được cho cái bàn xong đó 8 người rồi. Ở ngoài đây thì mình cứ mua thêm ghế. Phải mua thêm ghế. Mua thêm ghế thôi. Ngồi trên ghế thể dài đây. Hên là bữa không dục cái bàn này chứ. Ờ cái bàn này được mà sao dục không được. Cái bàn này chắc lắm, cái bàn này dưới. Quá ngon luôn. Cái bàn này biết sao? Ngày xưa ông ngoại của cái người mà bán nhà cho con á là người thợ làm bàn ghế. À. Ông ấy đóng mấy cái bàn này nè. Công nhận cái bàn này lâu dữ lắm rồi đó. Chắc mà nặng lắm. Thì sao cái mình đem vô trong này cái mình chảy mà ấy lên. Đúng rồi, chảy mấy cái giải lên. Mua ghế, mua thêm 5 cái ghế. Mua thêm mấy chục cái ghế nữa. Ba trụ mua chục cái ghế nhựa, ghế ngủ á. Dạ. Nó chú mượn cái xe tắc của chú Dũng á. Không, cái xe luôn, chiếc xe của con với Điều Huynh chạy đủ rồi. Ngày mai nè. Ok. Đi qua chú Dũng cái mình lấy xe, cái chiếc xe Toyota của con, cái là con chạy chiếc, Điều Huynh chạy chiếc mỗi đứa. Lấy cái xe kia về luôn phải không? Dạ. Từ ở ngoài đây là nhìn vô là thấy bà ngoại đang nấu ăn. Nó mở cái cửa này nè nên mình nấu ăn á, có hơi đồ ăn rồi nó gió nó bay đi quá. Cái cửa này cũng tiện, ví dụ như mẹ lấy giùm con chai nước cũng dễ hả mẹ. Ví dụ vậy. Hài lòng hết trơn luôn hả? Cái gì vậy? Cho để hút miếng dầu. Bây giờ là coi nhân rồi à. Thường quá trời thương luôn á. Bữa giờ không có bao giờ hung con gái đâu, toàn hung ông con ghế hung không. Ghế thiệt chứ. Thiệt á. Ba Ngọc là lúc nào cũng hửi dầu á, bạn ơi ghiền, ba bị nghiện, ba bị đúng nghiện luôn. Ba mà qua tới đây mà ba còn nghiện á có là tại vì ba không có đi làm. Chứ mà còn mà đi làm á là người ta không có thời gian nên người ta hít vậy đâu. À. Cô Nhung ngày xưa là bao biết qua nhớ cô Nhung nghiện hơn ba không? Đúng rồi. Mà đi làm xong rồi cái cứ làm cái quên luôn cái hết nghiện luôn. Với lại mình
ngồi chung với người ta mà mình hết dầu có... Đúng rồi. Mình cũng phải ấy luôn, phải không? Nhưng mà ngồi trong bàn nhậu là mấy hít dầu mấy ông không điền lắm. Ông nào cũng đi cho xí xí sức cái thân. Vậy hả? Nào cũng ghiền hết đây. Mấy ông mới đòi thì mấy ảnh nói. Nói ông làm gì ông hút dầu hoài hả? À, chọc cái mấy ảnh có dầu đó không cho xì xí. Không mà nhậu hít dầu cũng đỡ lắm mà. Dỡ cũng do. Bữa nay là bà ngoại làm một cái món đặc biệt. Hôm qua các bạn thấy Ngọc đi mua chưa cánh gà đó, hôm nay là bà ngoại sẽ làm món cánh gà chiên nước mắm. Rồi bà ngoại thôi ướp bột, rồi bà ngoại bột tỏi chút hạt nêm cả nhà, rồi cái mình cho vô chút bột bắp hay là bột gì cũng được, xong rồi trộn gà lên cái mình để đó. Ô mẹ, cái này là nước sốt đó hả? Nước sốt này mày có cái gì trong này? Có chút nước mắm với mấy muỗng nước lạnh, với lại có chút đường, chút hạt nêm với hai muỗng tương cà. Rồi giờ mày làm lên á. Giờ mẹ phi miếng tỏi nè. Nè, bà ngoại thấy bên đây có nồi cơm điện không? cái này không biết là cái chị mà dọn dẹp nhà giùm cho con á, chỉ để hay là mấy anh chị ở rồi để cái này cũng không biết luôn á. Quá dễ thương luôn. Mình bông dễ thương ghê. Dạ. Nồi cơm điện nè, rồi cái máy để làm bánh mì nè. Căn bếp này giờ thuộc về bà ngoại rồi. Ngoại làm bếp chánh nè. Bà ngoại biết mở bếp, biết rồi kia rành nè, phải không? Biết hết trơn rồi. Biết trơn. Ở đây phải học cả nhà, chứ nếu mà con mình nó không có nhà thì hả, làm sao mình nấu ăn được. Nên tất cả mọi cái vật dụng gì trong nhà hết, mình cũng phải cố gắng mình nhớ để mình học. Học để con không có nhà. Thì Huynh cũng thích cánh gà với nước mắm lắm. Rồi bây giờ chỉ cần nấu cho sôi lên cạn cạn thấm vô cái là xong. Có bữa ăn tối rất là hay khó ngủ và sáng dậy cái con người rất là bần thần, mà từ khi uống nhị hoa nghệ tây á, mẹ Ngọc á giấc ngủ ngon hơn và dậy nó đỡ bần thần. Hồi đó mình thấy mình dậy lúc nào là mình thức luôn, thế nếu mà ngủ giật mình thức dậy 3 giờ là mẹ thức luôn tới sáng, 4 giờ mẹ cũng thức luôn tới sáng, mà bây giờ á mẹ giật mình thức dậy mẹ nằm lại mẹ ngủ lại được chút nữa. Ngộ vậy chứ, mấy chục năm là y vậy nha con, mấy chục năm mẹ cứ thức giờ nào. Không, nó tính ra cái này cũng có duyên mẹ ha. Đúng rồi. Cái này là cái kinh doanh cửa hàng nhị hoa nghệ tây này là một cái duyên nó rất là lớn đối với Ngọc, bởi vì Ngọc ta rất là tin vào duyên. Ngày xưa lúc mà Ngọc ngủ, Ngọc nằm á các bạn, Ngọc nằm tới 1 giờ mấy sáng Ngọc chưa ngủ được. Cái xong rồi cái Ngọc mới coi clip này clip kia, tự nhiên vô tình biết được cái nhị hoa nghệ tây này, mua về uống thử. Cái nó ủa sao kỳ hay ta. Cái xong rồi bắt đầu cái Ngọc nói ô cái ngày đó là ngày mẹ nhớ, cái ngày đó là ngày lễ của mẹ. Năm đó năm mấy mẹ hả? Năm đó 2019-20. 2020 hả? Là cái ngày lễ của mẹ. Giờ ăn tới rồi, giờ ăn tới rồi. Mình ăn thôi. Ngồi đâu cũng được. Trời ơi. Vậy bà ngồi đây hả? Không. Anh ngồi đây, anh ngồi đây. Rồi đi Huynh ngồi đây, con ngồi đây. Rồi ok. À. Thì Huynh đang bận chơi cái màn game nên là chơi xong 5-10 phút rồi chơi game xong rồi mới đặt ngồi xuống ăn. Thôi bây giờ mình ăn trước đi. Đó để chém mình bắt tâm cho. Mình bới cho mẹ với ba trước đi. Mà đưa qua đây con bới đi chứ chi được. Chén mình bới cơm. Bàn ăn bữa hôm nay rất là nhiều màu sắc. Đây để chỉnh. Đỏ có, xanh có, vàng có. Có luôn, có hết luôn. Có hết luôn. Gà thì màu vàng. Rồi. Dưa thì màu đỏ, nhị hoa thì màu vàng. Rồi ok, thôi con mời rồi. Ba mẹ nha. Okay. Rồi xin mời cả gia đình mình dùng cơm với gia đình mình nha. Xin mời cả nhà nha. Mẹ có cái món đậu rồng mà món thích rồng nhất này đây. Con lấy bà hả? Không mời lên Mỹ mà ba tính nha. Mỹ cũng còn có đậu rồng, còn có đậu rồng ăn đây. Mọi người như này đậu rồng chấm với mắm kho, cá kho thì thôi chứ chê đâu được thế. Cơm ăn. Cơm không có cơm. Gạo này cũng được. Con này đó. Được không ạ?
Cường ngon anh ngon. Ừ. Ngon. Ừ. Làm như vậy đó thì Quỳnh dễ ăn, không có quá mặn á. Ừ. Thường thường á mình ăn với cơm thì mình ăn hơi mặn chút. Ừ. Còn này thì Quỳnh dễ ăn này nè. Thì Quỳnh không có không ăn cơm nhiều. Ừ. Ngon. Ngon. Thì Quỳnh thích cái món này không? Đây chẳng muốn điểm khô nữa. Em bị lost now. Ô chào mẹ. Hiện tại bây giờ là mình đã bị mất một tiếng đồng hồ. Là sao? Hồi bữa là Việt Nam là 7 giờ sáng đúng không? Ừ. Thì mình là 8 giờ tối. Ừ. Bây giờ Việt Nam 7 giờ sáng, mình 7 giờ sáng. Ừ. Mẹ không thấy thời gian không ra mình đi chạy nhanh hơn. Ừ. Để ý đâu, không biết. Ở chậm hơn chứ. Ngay là bằng giờ đó. Weekend an hour, not lost. No, we lost an hour. Fall back. Spring forward. This means that we can sleep one more hour. So, to me, it's here. No! Let me think about it. No, if it's 2 o'clock and it goes back to 1 o'clock, you lose an hour in the day. Not gain an hour. But to me, for sleeping, I gain an hour of sleeping. No. Let me see. You don't gain an hour of sleeping. You just wake up and you feel like you feel like you woke up earlier because it's an hour earlier. Yeah. Có nghĩa là cái mùa đông á thì thường thường á người ta sẽ thụt về lại một tiếng đồng hồ. Thì chồng Ngọc nói là mình mất đi một tiếng đồng hồ. Nhưng mà đối với Ngọc thì mình có thể ngủ thêm được một tiếng đồng hồ nên có nghĩa là mình có lợi được tiếng thì mình ghen. Do đối với mình thì mình ghen. Chồng Ngọc thì nói là mình mất. Bởi vì khác là cô ngủ vậy, cái con nó ủa con nghĩ là nó 9 giờ mấy mà sao tại sao cô đồng hồ mới có 8 giờ rưỡi. Ừ. Đó nên là bây giờ là cái đồng hồ này phải sửa lại nè. À. Yeah. Đồng hồ này là bây giờ mới có 10 giờ mấy hả? À. Nhưng mà mình á là đối với mình là từ 10 rưỡi giờ là mình là 11 giờ 10 rồi. Bây giờ đáng lẽ chỉ có 10 giờ 10 thôi. Thời gian tự ấy, bởi vì đồng hồ là phải sửa lại hết. Ừ. Yeah, you feel like you gained an hour because instead of waking up at 11 o'clock in the morning, you wake up at 10 o'clock in the morning. Yeah. Về Việt Nam là đỡ lộn xộn rồi. Dạ, lộn xộn rồi đó. Bên Mỹ sao bên Việt Nam vậy? À, nhưng mà buổi sáng với buổi tối rồi con ha. Uh-huh. The only place that doesn't do that, I think, is Arizona. Mm. The time stays the same. Lá rau là giống lá mùng tơi. Ăn ngon mà. Nhưng mà nó hơi chua chua. Cái rau lá rau spinach đó các bạn, rau ba cái rau này tốt lắm nha bạn. Ừ. Rất là tốt cho phổi mà. Nó hơi chua chua nhưng mà nó ngon. Ngon lắm á. Giống như lá mùng tơi à. Cho nên lá nấu canh ấy trong cây cắt ăn ngon á. Ừ, nó hơi có vị chua chua ha. Nó là kêu là lá gì? Nó là rau của Mỹ. Rau bina. Là rau chân vịt đó. À. Ủa hình như cái này có xay nấu, xay uống nước được, có một cốc được luôn. Bina gì đó. Ừ. Xay uống nước được nè. Nhớ hồi đó Pháp Bay không? Ừ. Nhớ đó có cái anh đó mà ảnh khui cái hộp rau bina ra, ảnh ăn cái ảnh mạnh lên cho anh mứng người á. Ở trong phim một hình đó mày nhớ không? Lúc mà dưới bánh đeo của mình có coi á. Ừ. Đó. Lão ăn ra rồi nè. Bina. Lá nó giống mì lá mùng tơi mà. Trời ơi, mày nấu một rổ luôn. Mẹ nó thôi chắc chút phải chừa lại bớt. Ai nhẹ hả nó sọt xuống còn chút cũng to nữa. Chay hồi đó nấu cháo đó mẹ. Ừ. Ừ, nấu cháo cho ăn như này nè. Jay is sleeping really good. Bà ngộ cái rau này ngộ nha. Ăn sống cũng được mà nấu canh cũng được. À, ăn sống cũng ngon lắm nha. Ăn sống chắc nó cũng giòn lắm. Mình tại nghe xe hồi nó ngon. Nghĩ nó cũng giòn. Ngon. Dạ ngon ba. Nó mẹ làm ngon quá. Dạ ngon ba. Mẹ làm ngon quá. Cooking good. Mẹ làm ngon quá. Cơm mình ăn cũng được đó ba hả? Cơm mẹ mới mua qua.
Nhưng mỡ gạo nó không bằng cái dưới mệt chưa? Không bằng hả? Gạo này gạo khô. Ở bên mình ăn quá hỏm là gạo dẻo. Cái này chắc người ta trồng ở đây quá hả? Đậu rầm này. Cũng nghĩ vậy á. Chứ đâu nhập khẩu được. Không, mà cũng nghĩ là trồng bên Mexico nhập qua. Mexico người ta trồng được nhiều thứ lắm. Dùng rụm á. Ngon không? Ngon. Ba vị ngon lắm. Ngon mức. Baby, you know how they say the camera adds 10 pounds? That's a phrase in Hollywood. The camera adds 10 pounds. So when people see you, you look 10 pounds heavier than... Well, grandmas add 20 pounds. Grandmas add 20 pounds because of all the good food. Chồng của nó đó là đối với những người diễn viên Hollywood đó, các bạn coi trên những người hay đóng phim, diễn viên nó nhân vật giống như là Ngập đây nè. Trên video thì lúc nào mình cũng mập hơn 10kg. 5kg, 10 pound là 5kg. Nhưng mà ở ngoài đời thì các bạn sẽ thấy nhiều người đó người ta nhỏ hơn, các bạn sẽ bất ngờ. Nhưng mà đối với loại đồ ăn của bà ngoại nấu á, thì các bạn sẽ nhìn Ngọc và gia đình mập hơn 20kg, 10kg. Lên 20 pound. Bởi bà này chăng? Điều Quỳnh nói vậy á. Đấy, ai gặp con ngoài cũng chân hững nè. Chân hững luôn. Ủa nó có chút xíu. Xong lên video cái bự dữ lắm. Mà ăn đi ba, ráng đi ba. Ăn đi ba, all you. Cả buổi sáng ba ăn rồi. Ba ưng ngức, dĩa mì. Dĩa mì gì? Rồi đâu giờ ăn thêm. Buổi sáng. Giờ đang ăn trưa, quên buổi sáng đi. Buổi sáng không tính. Mới hàng 8 giờ. Ba còn ưa có tập không? Hồi sáng ăn này, hồi trưa ăn này, giờ chiều ăn chút xíu thôi được rồi. Ngọt lắm, ba Ngọc tính ba Ngọc gom hết như vậy vô á. Tính vậy là đủ. Tính vậy đủ à. Mỗi lần ba gán một chút cho bụng mình lên. Như vậy ba mới muốn, ba mới lên 5kg. Chứ mà còn mà ăn cái bụng nó không có lên rồi lên chỗ nào. Ba ngoại chay ở bên Việt Nam mấy anh em cứ gọi qua hỏi hoài. Hôm nay có lên ký nào chưa? Did your mommy cut up both the watermelons? Why? Just one. Just one, eh? Nhưng mà cái này cũng quen. You don't understand her? Quen, cái tật nó quen. Quen cái tật. Because Jay wanted to do the watermelon thing again. Ăn nó quen bụng. Ăn ăn sáng quen, ăn ăn đói bụng. Quá ăn đó. Nó ăn sáng cũng quen. Nó sáng không đói. Rau răng được chứ bà hả? Nó tường có miếng tẩu nó chùm ngon. Ngon. Nó quen rồi, ba bây giờ nó đi đâu cũng phải có nước tương, nước mắm nè. Ớt quen rồi. Giờ tập ăn nước tương lại rồi ăn nước mắm nữa. Nó nhiều quá. Saffron water is real good. Thì Quỳnh nó uống ly nước gì mà người ta vô ngon quá. Maybe because it's cold. Quá ngon ha. Lạnh lắm, lạnh đúng không? Here, baby, you want more, right? No. I'll clean it up. Thì Quỳnh mày thấy không? Chút xíu cơm cũng còn ha. Còn cơm. Mostly protein. Cơ mấy còn gà không à? Mới canh đồ ăn xong uống hết đi nhiều ai nè. Mới nên hồi này ngọt. Mình làm phải làm cho lạc lạ kể ra mới được nhiều. Tại đó, mặn quá đâu ăn nổi. Ngon, buổi sáng làm gì quá ngon rồi. Rồi, bắt đầu video clip tối nay của Việt Nam mình á, là mọi người sẽ thấy là Ngọc và gia đình sẽ đi qua thăm chú Dũng. Đi qua chú Dũng, thăm chú Dũng. Chú Dũng nhắn tin rồi, chuẩn bị đồ ăn sẵn sàng rồi. Nói chiều nay là qua là không ăn uống gì nghe chưa. Chú mình cũng làm đồ ăn rồi đó. Tội nghiệp chứ. Trông dữ lắm này. Ba cũng trầm trầm rồi. Trông gặp của chú Dũng hả? Nói cho anh em từ gặp nhau ở Việt Nam đó là mấy chục năm rồi. Ba với chú Dũng thì hồi đó không có thân bằng ba với chú Bình. Chú Dũng với chú Bình. Đúng rồi. Ha. Chú Dũng với chú Bình là giống như là ở chung nhiều hơn. Công việc làm rồi làm chung nhiều hơn. Với cái thời gian ba về Bến Tre đó,
là ba xa mấy anh em Trình Khánh luôn. Nhưng mà ba là chơi thân với anh ruột của chú Dũng. Ha. Chứ chú Dũng với chú mình cùng lớp tuổi không? Không biết luôn. Ngang nhau à. Nhưng mà anh của chú Dũng mất rồi ba. Anh ruột của chú Dũng mất rồi. Qua Mỹ mất rồi. Mà đó cũng qua Mỹ được đó ha. Mất qua bên Mỹ hả? Ừ. Ủa? À. Ba Ngọc biết thân về anh à, ba đồ của chú Dũng ha ba hả? Ừ. Nếu mà ba miếng mà ba muốn xuống thăm thì dài tháng hơn trở đi. Ok. Ở Orlando cách đây 3 tiếng đồng hồ đã xuống chơi. Ba với anh Khương ăn mừng lắm à. Qua bác Dũng nói á. Bác Dũng với Bạc Liêu á. Hôm qua ba gọi á. Bác nay hả ông ở dưới chỗ đó đó. Ngon quá, ăn một cặp trưa này quá ngon. Ăn hết luôn đó. Cái thật mình ăn lại còn để bụng nữa. Để bụng đâu có ăn gì nữa. Mình để bụng ăn gì luôn á. À ok. Đã ăn phải no á. Ngồi ngay tại bàn ăn nó ừ no quá. Nếu anh ăn bớt ra cái cũng thôi. Mà không bớt cái bà cũng hết rồi đó. Cố gắng đừng bao cái. Muốn lên 5kg thì phải như vậy. Cứ ngồi nói thôi mà. Nó muốn lên 5kg. Thì dưa hấu nè, bà nhìn đỏ vậy chứ không có ngon. Biết sao bà ăn nhất. Bữa ăn này bà ăn ngon cơm vậy không? Nha. Nhờ có cái này. Biết có cái này à. Nhờ có đậu rồng. Bà đừng bảo con bị với Ngọc vậy. Ba nó Ngọc nghe lại Ngọc hơn Bảo nữa. Ngọc nó ép ba nó được chứ Ngọc Bảo ép anh được cả nhà. Bây giờ hả? Trả lời đấy. Bảo mà cứ kêu ba ăn ăn này kêu ba ăn kia cái bắt đầu ba nói ba còn no. Nó cái gì cũng nó còn no. Đi cái tính con trai á em biết không? Nó không có cái sâu sắc. Ăn nó ưa bất lờ lắm. Ba ăn cái này ông ba nó không ba ăn thôi cái nó làm tranh luôn á. À làm tranh luôn lại đó mình muốn ăn thôi. Con hỏi thiệt tình mà ai của mình nói hả? Trẻ. Còn con là con đi luôn đút từ tới miệng phải không? Đó. Con chay giờ nó cũng giống y mẹ nó ở nhà thôi. Trưa là chắc một chai nước, một chai sữa. Vậy cháu ngoại uống đi ngoại. Con có kia nó kêu ba uống nước đi ba. Nó kêu cho ba đó. Nó biết rồi. Ba uống nước đi ba. Còn cái đó có kia nó vô nó phe ba nó nữa. Nó nói ba con mới vừa đưa nước cho ba uống á. Ba là con ngoại á. Bởi vì nó cũng bắt trước kêu. Bắt trước theo bằng một số năm đó. Thì đó bắt trước kêu bằng chú năm đó. Nó kêu chú ba đó. Ba nó kêu ai sao nó kêu y chang vậy à. Ù nhắc tới chú năm mình cũng không biết ông có đi hãy đi qua sinh nhật con chay được không. Đang bệnh quá. Đang mệt mệt. Không biết làm sao mà cái túi mật nó cứ hành hoài. Cái túi mật á, Ngọc nghe nói cái túi mật á là cái mà để lọc cái đồ ăn, đồ vô cho cơ thể mình đó các bạn. Mà cái túi mật của chú Năm thì thở nó không có ổn. Rồi với lại ăn vô á là các bạn thấy chú Năm đã kiêng cữ rất là nhiều rồi. Mà ăn vô á là sẽ bị đầy hơi nè. Rồi có khi bị sưng người lên nè. Rồi nó mệt, nó làm thở không nổi luôn. Không biết làm sao luôn á. Mà chưa biết chuyến này có đi qua bên sinh nhật con chay được hay không nữa. Sao bữa giờ cứ ngày nào cũng gọi chừng vậy đó. Ngày thì vui, ngày thì khỏe, còn ngày thì không khỏe. Nói chung cũng không biết làm sao. Tôi mặt nó làm cho ăn uống không tiêu hóa được á. Bởi vì nào giờ mình mệt. Ngày nào giờ mình cũng đâu có suy nghĩ gì tới mật nhiều này ha. Mình suy nghĩ tới gan, tới thận, rồi tới tim rồi này kia. Đúng rồi. Mà công nhận bây giờ cái túi mật nó là một trong những cái nó quan trọng chứ. Cái quan trọng. Cái gì trong cơ thể mình cũng quan trọng. Đúng rồi. Để nó bệnh một cái món ở trong cái cơ thể mình là mấy cái món bệnh khác nó ảnh hưởng theo. Đúng rồi. Thường thường mọi người thấy ăn một cái món gì mà nó không có tiêu là mình thấy con người mình nó bức đứng nó khó chịu rồi. Mà hả tới vậy rồi thôi thì khổ không biết làm sao luôn chứ cầu trời cầu Phật phù hộ cho tai qua nạn khỏi cho chú Năm mau hết bệnh thôi chứ giờ đâu biết sao. Chứ ba qua thì giờ anh em mà khỏe mạnh thì ba cũng vui hả ba? Vui chứ sao. Còn mà bệnh vậy buồn hả ba? Buồn. Anh em ngồi tâm sự với nhau, uống chén trà hoặc chén rượu gì tâm sự. Cuối đời nói vậy chứ chú năm nay cũng 60 rồi, 90 tuổi rồi, không có còn nhỏ nữa đâu. Hơn nửa đường người hết rồi, nói không? Còn sống bao lâu đâu.
Với lại là mình với chú thời gian xa nhau dài quá, bây giờ mới có cái dịp để gặp nhau con ha. Đó nên là sinh nhật kỳ này á, là tôi bảo các bạn hỏi cô Nhung chú Lũ là tất cả mọi người có qua hết, có thím á thì không được, anh kêu là không muốn qua được à, tại vì có công việc cái gì đó à, trước bà của mẹ. Wow, cái này của mẹ. No. Đó của anh á, này của em nè. À dạ. Yeah. À, rồi, đây. Không, ba là ba phải uống cái Fucodan, baby. My dad needs the Fucodan. You need the shark paralyzed too. Yeah, ba là ba phải uống ăn cơm xong đem phát thuốc. Y như bệnh nhân. Nó sợ mình không uống hoa mình quên đó là nó đem nó phát. You want one too? Hả? No, I'm not finished eating yet. Oh, okay. Y như bệnh nhân vậy đó. Here, bác sĩ uống xong là bác sĩ đưa thuốc. Ăn xong bác sĩ đưa thuốc uống. Rồi Fucodan á, đây nè, đây nó đi show after mà. Fucodan này đó các bạn là của Nhật Bản á, là ngăn ngừa ung thư và đột quỵ, nên là mỗi ngày mình uống một viên, rất là tốt. À, có lẽ quá quý luôn. Take your vitamins. Thank you. Every morning. Okay. Cảm ơn con nha. Thank you đi, nó thank you đi cho nó quen. Không, anh nói cảm ơn đi cho nó học anh. Thôi, ba thank you đi, mẹ cảm ơn. Vậy là được đi. Tao từ bây giờ nói tiếng Anh rồi. Mẹ ba giờ mà nói tiếng Anh không? Quên tiếng Việt rồi. Bây giờ quên tiếng Việt rồi. Thì đó, mọi người cái bữa ăn hôm nay của gia đình một vài chia sẻ với mọi người vậy, cũng hy vọng là mọi người vui. Cảm ơn sự yêu thương ủng hộ. Trời đất ơi, mọi người coi video clip rồi á hả, yêu thương quá trời yêu thương, comment quá trời ủng hộ, cứ chờ video clip qua mà quay một ngày một lần, mà quay video phải một tiếng hồ coi mới đã, quay ra mấy 30 phút là coi không chịu là la. Cảm ơn mọi người. Mẹ cũng cảm ơn đại gia đình mình, lúc nào cũng nói thương bà ngoại chay quá. Mọi người khen quần áo mua cho ba đẹp, đôi giày đẹp, đẹp luôn đó. Nói chung là các bạn khi mà ba với mẹ Ngọc ở Việt Nam á, thì các bạn thấy rồi, Ngọc đóng hàng về nhiều lắm. Quần áo rồi tất cả mọi thứ nhiều dữ lắm. Trong vòng 4 năm nay thì các bạn biết bao nhiêu đồ rồi. Rồi là ba ông ngoại với bà ngoại là có đồ là mang qua. Nhưng mà cái tính ông ngoại bà ngoại là cũng ít khi nào mặc đồ. Có khi mà Ngọc nói lên á, thì Ngọc nói thì ba mẹ mới mặc mấy đồ mới, chứ còn không mấy là giặt xong là lấy được cái đồ cũ mặc y chang. Mẹ với ba Ngọc là vậy đó, mặc xong là lấy cái áo đó, giặt xong lấy cái áo đó mặc lại. Ví dụ như có 5 cái áo là cứ mặc hết 5 cái áo vậy đó, chứ còn không có lấy những cái khác. Đợi đi đâu mới đem đồ thôi, mặc của nó. Ủa, bây giờ mình đi với quý, mẹ đỡ với con là mẹ đi hoài à, lúc nào cũng đi hết á. Nên là mình ra đường á, rồi với lại mình đi đây đi đó là mẹ cứ có bao nhiêu đồ cứ lấy ra mặc hết, mỗi ngày một cái. Nhưng mà mẹ thấy ở bên đây á, mặc đồ á là rất là thoải mái. Lý do sao á nhận biết không, cả một ngày mình không có đổ một giọt mồ hôi luôn. Nên mình vẫn cái áo mình thay cái đồ gì mình ra mình cũng thích hết đó. Còn bên Việt Nam mình nói chung cả nhà mình cũng biết là bận chút nó đổ mồ hôi nó rất luôn, nóng lắm. Nên nó hả là mình ít có lấy cái đồ nhiều ra, mình bận là vậy đó cả mà nhà. Ở đây là mình cảm giác như là mình có thể mặc đồ được nhiều hơn. Bất cả mặc dù này, cái trời nó nắng thiệt nắng nha, nhưng mà cũng mặc rất là thoải mái đó. Nên là mọi người nói đi mua đồ cho ba mẹ nhớ quay, chứ mà ba mẹ Ngọc có nhiều đồ lắm, nhiều lắm. Chỉ có giày của ba là ba có quá trời bên đó mà đi qua đem theo con đồ đó. Cả nhà thấy nhà Ngọc mua cho ông ngoại quá trời giày thấy không, đi cũng mang hoàng đòi mà đem một đôi thì cũ nhất đi mà cái đôi cũ nhất cũng đi, mình không có hai luôn. Mình kêu là anh lấy giày nào thì anh bỏ vô thùng hết đi nha, để em đóng thùng kia. Nói vậy tưởng là ông ngoại chay là bỏ vô rồi, đâu có biết đóng băng keo mình dán. Đến chừng quay ổng nó ổng chưa có bỏ vô, cả nhà thấy cả được không? Đó, thì bởi vậy đó thì thôi, cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều đã xem cái video clip này. Hy vọng mọi người thích cái video clip này và tiếp tục chờ đợi xem những video clip tiếp theo của gia đình ở Florida, đi đâu và làm gì nhé. Bây giờ thì xin chào tạm biệt mọi người. Bye bye. Chào cả nhà. Chào cả nhà.